Pion, con không muốn về rừng. Không về rừng cũng phải về. Đi nhanh lên nào, trời sắp tối rồi con. Dạ, con không muốn xa Pion. Chẳng lẽ con lại quên sứ mệnh của mình rồi sao? Con hãy nhìn đi, thiên nhiên mới thật sự là nhà của con. Nhưng nhà của con đang bị con người phá hoại. Dù chỉ còn một hơi thở trên cõi đời này, Pion cũng sẽ cố gắng kêu gọi bảo vệ môi trường sống cho tất cả loài vật chúng con. Chia tay hôm nay, không biết khi nào con mới được gặp lại người cá Pion. Đừng mong gặp lại Pion, hãy trốn vô rừng thật sâu, tìm đồng loại của con và hướng dẫn họ cách tránh né cạm bẫy của con người mà Pion đã truyền dạy cho con. Con người ác với chúng ta như vậy, tại sao Pion lại muốn con bảo vệ môi trường nước giúp họ làm gì? Cứ để mấy con cá sấu phát triển, cắn chết họ hết đi. Con có giúp người cá Pion lụm rác, thải dưới nước cả đời thì con người vẫn xả rác và đổ chất độc hại xuống nước, làm cho loài vật chúng con bị bệnh mà chết cả thôi. Pion cũng muốn giữ con bên cạnh, vì bên ngoài quá nguy hiểm, săn trộm luôn rình rập. Nhưng nếu dành hết thời gian cho con là phải bỏ mặc các loài vật khác chịu khổ. Giờ con đã tự lo cho bản thân được rồi, nên đừng theo Tiêu nữa, trời sắp tối rồi, hãy về rừng đi con.